Aeon tặng giá ưu đãi 30% vé The Masked Singer Việt Nam All Star Concert 2023. Đừng bỏ lỡ. Tuấn. Cái gì? Trời ơi, đi ăn trộm chứ phải đi ăn cướp rồi mà lại hối dữ vậy mày. Ăn trộm cướp thì cũng lấy của người ta thành của mình hết mày ơi. Để từ từ, tôi phải ngụy trang để không người ta không có bị phát hiện tao hiểu chưa? Lẹ lẹ đi, tối thui là không thấy đường mày ơi. Mày đâu rồi? Mày đây hả? Cái gì? Mày đi biết tiếp hả? Đi ăn trộm. Tao thở mặt rồi luôn, lẹ lẹ gì cha. Mày ngu quá. Mày đi ăn trộm á, mà trùm mặt kính mít, đen thủ đen thui, người ta sẽ nghĩ mình là đi đâu? Ăn trộm. Ờ. Giờ tao ăn mặc như vậy, mày sẽ nghĩ tao đi đâu? Ăn trộm. Gì kỳ vậy mày? Bị đi chung với tao mà. Phải không? Nhà này có ai vậy? Yên chí, tao điều tra kỹ rồi, không có ai hết. Phải không? Tao sợ sợ sao mày lỡ con mang bắt thì sao? Mày tao hỏi mày nè, mày sợ cảnh sát hay là mày sợ bà chủ nợ? Mày cờ bạc thiếu tiền người ta, bây giờ phải đi ráng đi làm cái chuyện này. Cờ bạc gì? Tại bà chửi tao bực, mới nói đồ có thứ nghèo hèn mạt. Xin lỗi nha, nghe xin lỗi một điều, sau 4:30 chưa biết ai giàu hay nghèo. Về vô lấy cái gì? Lấy cái gì nhỏ gọn có giá trị về bán kiếm tiền trả cho bà. Chỉ một lần duy nhất này thôi. Đi. Thôi thôi đi, cẩn thận có chừng té bà. Ai thiết kế cái nhà tàu lâm? Mày đâu rồi? Mày đâu tuổi? Tao đây nè. Con. Hả? Sao mày chậm chạp như vậy? Không thấy đường mà, tối thui. Tối thui chứ có phải bị đuôi đâu, không thấy đường. Gì vậy? Đã. Hát cái đờn kia vậy? Mày ngu quá. Ăn mừng thì phải có đờn mình hát cho nó chúc mừng. Ê, hay. Có cái đờn này, nhiều khi mình vô chổng mình có cái đời cũng vui á. Ừ đúng rồi. Ủa mà mình nói vui đâu? Tù á. Đi tàu lặn. Ê kiếm cái đi, sao mày có những ý tưởng mà thiệt. Hey. mày đâu? Có rồi. Cái gì vậy? Nè, cái gì? Điện thoại. Để tôi thử coi nó có hoạt động không, lấy về mất thì giờ. Alo. Dạ. Lẹ lẹ đi. Dạ cô hả? Dạ con à. Con là thằng Tuấn. Đang đi với thằng Tý đang trộm đây. Dạ. Người ta nói tao mặt mày ngu, người ta không tin, giờ tao tin rồi đó. Tao cấm mày nói tao ngu nha mày. Chứ sao? Tao nói thiệt cho mày á, không có trên đời này nữa. Mày đừng có bao giờ mày sống vì dư luận à. Ai cũng nói tao ngu, nhưng mà thiệt ra là tao chỉ giả ngu thôi à, cho người ta tưởng là tao ngu, chứ thiệt ra tao không thông minh. Đi, không cùng đẳng cấp khó nói chuyện quá. Lẹ đi, nhanh lên. Đây. Thấy cái gì có rồi, nhỏ mà giá trị. Cái gì? Két sắt. Tao thấy cái két sắt. Hốt nhanh đi, tao thấy bị gật tao thương lắm. Nhanh đi, tao phái mấy cái vụ lắm. Két sắt đâu? Két sắt rồi.
hả? Cái xác của ông nội mày làm hả? Cái này là cái cassette. Chết trời, tao quýnh quá. Đúng rồi, ý tao là cái cassette. Không có thể loại nào có thể điền vào ô trống cho mày được hết trơn. Nhưng mà thử coi nó còn hoạt động không? Đừng. Nhiều khi nó còn xài được đồ cổ bán mắt lắm á, chứ phải giỡn chơi đâu. Tin mới nhận được phát sóng trên đài 193 FM MHz. Hiện nay cảnh sát hình sự đang theo dõi điều tra để truy bắt hai tên tội phạm nguy hiểm chuyên liệt. Cái tí đó là bắt hai tên đang trộm nó phải tao với mày. Tao là nó là thằng Tí thằng Tuấn mà là tao với mày. Mày tao lao nha. Cầm đi. Đi. Tao thấy cuộc đời nó không có lớn về quá. Kiếm cái khác đi mày ơi. Alo. Hả? Ông xã hả? Sao mày nói tao nha, không có ai nha. Ông xã. Dạ. Ờ em nè. Ờ ông xã yên tâm. Từ từ đợi, em đợi đây, mở cái đèn cái ông xã. Dạ. Trời ơi, nhà mình ở khu chung cư cao cấp mà. Dạ, an toàn lắm. Trời ơi, hồi sáng nay em đi chợ ha, có một chiếc lá mùa thu nó rơi qua mặt em thôi mà tám ông bảo vệ chém nát chiếc lá luôn á. Dạ, cái khu của mình một cơn gió thổi qua còn không có. Dạ, anh yên tâm đi nha. Bây giờ em ra khóa cửa nè. Ừ, yên tâm nha. Ừ, em ra em khóa cửa rồi, em khóa sáu cái khóa là anh. Dạ. Dạ, em xong rồi, em leo giường rồi. Dạ, yên tâm đi, em ngủ rồi. Ừ, đừng lo cho em nha. Rồi em tắt đèn luôn rồi nha. Rồi em ngủ luôn rồi, anh sẽ yên tâm nha. Ngủ rồi, yên tâm, yên tâm. Dạ. Sao mày mở đài thế giới động vật vậy? Dạy ơi. Tới hả? Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây tâm sự hai thằng đàn ông đi. Sao mày nói tao qua nhà? Thì đúng rồi. Mấy bữa trước tao theo dõi thì không ai nha. Tại sao giờ giờ có cái bà tao nghe tiếng, nãy tao núp tao nghe tiếng. Nghe tiếng hả? Tiếng ngược người phụ nữ. Có kỳ vậy ta? À, chắc có lẽ là chủ nhà này đó. Nhưng mà mày yên tâm, có mình mà người vợ nhà tao chồng đi rồi. Sao mày biết? Tao nghe nó nói chuyện với chồng nó mà. Nói gì? Tao không có nói mà nó hét. Hả gì? Anh đi xa quá, anh đi xa em quá. Không phải. Có hết chỗ vô chỗ có người nhà ăn chụp. Mới mở mở cửa trống về nhanh. Nó biết rồi. Đi tù thấy bà đó. Ra mở cửa tao gom đồ cho. Có chuyện tán ông nội. Chết rồi. Ai chết? Nó khóa trái cửa trong rồi. Sao vậy? Người ta nói mày ngu mà mày không tin. Sao? Đi chợ mà sợ bó cửa. Lấy đồ nghề ra mở cửa. À, đồ nghề tao để ngoài xe rồi. Ra xe lấy. Chết khóa sao ra? Mà có ra cũng nói không có lấy được. Sao vậy? Tao để đồ nghề ở nhà rồi. Mày sắp đồ mượn mà. Bây giờ kiếm cái xà beng hay gì nại cửa đi nhanh lên. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, đừng có ngu nữa. À, thôi, thôi kiếm xà beng vậy. Tao có cách rồi. Thôi lẹ 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 đi. Chủ nhà ơi, cho mượn cái chìa khóa đi. Có người xuống, có người xuống.
bây giờ mà lỡ mà con nhỏ đó mà la lên là đập cái cây vô cái mỏ liền. Lỡ bắn lao phải là giết liền tay chứ không ở tù. Mày làm vậy ác quá tí ơi, bị đi ăn trộm nhưng phải là giết người đâu. Cái gì? Đừng có lấy cây đập nó. Đi làm gì? Móc mắt nó được rồi. Làm gì vậy? Móc mắt nó đâu thấy đường, nó biết mình là ai đâu mà nó vẫn còn sống. Mày làm gì mày run dữ vậy hả? Mày làm gì mày run dữ vậy? Run hồi nào? Mày run như cày sấy rồi cha. Ê, ở trong cái cục. Cho mày em nói. Cái gì? Cho mày em nói cho tao biết. Nói cái gì? Cho mày em nói. Nói cái gì? Thì chơi ra cổ chứ sao nói. Thì chơi cổ chứ mà nào ông nội. Cái này chừng 3 tháng nữa à. Bụng trà bá nè. Trời ơi mới ăn cơm no mày ơi. Chứ không ngày uống bia bụng nó hơi bự vậy thôi. Thôi vậy hả? Ừ. Bây giờ sao? Bây giờ lỡ mà nó xuất hiện là thọt cho nó chết liền hả chứ. Lỡ bắt lao phải theo lao rồi. Không, đường nào cũng ở tù hết chứ. Nó phát hiện cũng ở tù, mà nó không phát hiện nó la lên mình cũng ở tù. Rồi. Bây giờ sao, nhanh lên. Để từ từ. Đi kiếm chỗ. Tí à. Gì? Sao mày ngựa quá vậy? Tí ăn trộm sức rồi thơm thơm phức. Ai nói? Thơm tay mày kìa. Ừ. À, hồi chiều tắm xong á, ta thấy nước xả ngâm đồ còn dư, ta lấy ta tắm luôn. Ủa. Thôi đi. Đi về nữa. Ủa đi bên đây hả? Ủa? Sao mày rành đường dữ vậy? Sao mày mới rành đường trong này vậy? Tao là tao lấy đường đó. Chỗ nào vậy? Bữa đèn là gì cha? Không có đi. Mày mở tao mở nào mày? Ai mở vậy? Ai biết nhờ? Vô nhà tao chồng hả? Vô nhà tao chồng. Vô nhà tao chồng hả? Vô nhà tao chồng. Nó vụ chị ơi, nó vụ em chị. Buông coi thằng này đi chị. Ây da. Ây da. Gì vậy, gì vậy? Đau. Tôi chưa có quýnh cái nào mà đau vậy? Đau bụng. Go. Thôi đi. Cứu tôi với. Nó đau nó với em được, chạy đi. Đau bụng. Cứu tôi. Thôi mày ơi. Đau bụng hả? Đau bụng. Đau bụng hết. Cứu người ta đi. Rồi đi. Toilet nhanh. Đi đâu? Ây da, lại đau bụng quá. Con thấy làm gì? Đau mà. Ba đau bụng mà. Đau bụng. Lâu chưa? Đau bụng. Chị đang muốn điều hả? À không. Đau bụng. Dầu đi, lấy dầu đi. Dầu hả? Lại đi. Ây da. Trời, chứ dầu hả đà. Ba có bệnh tôi biết mà. Lại đi. Ăn chi bậy bạ rồi đau. Không phải. Xình ghê, xình bụng cho bá. Vòng 2 giờ nó xình hơn vòng 1 tới 20 phân rồi. Tôi ông có ôi da đâu ạ? Không ôi da là gì? Ôi da tôi. Ông đâu rồi? Lại đi. Ây da. Cái gì? À, tôi. Có dầu. À. Sức đi. Không. À, sức cho cậu đi, cái mặt cậu xanh quá rồi đó. Đúng rồi, mệt quá. Nó nghe nè. Tôi. Gì? Không có phải ăn bậy. Hả? Tôi đau đẻ. Không phải gu. Đi. Ây da, cứu tôi với. Tôi đau đẻ đó. Bỏ tôi mình tôi. Đi, bà đang đậu đẻ mình chạy, bà không có giết kịp đâu. Cứu tôi với. Ây da, ây da, ôi da. Nhìn, không được đâu. Người ta nói đó, cứu một mang người còn hơn xây 7 chuyện chùa. Phải không? Đi bỏ đi về không được đâu mày ơi. Cứu bà hả? Có được tới 2 người lắm. Sao mày không phải 2 người hả? Ôi da. Ây da, đau quá. Cứu bỏ đi. Cứu đi. Ôi da. Bắt chỗ này lửa ngày đẻ bà nội. Bắt đẻ quá. Nó sắp ra rồi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi da, trời ơi. Ôi da. Đánh đi chị ơi. Đánh đi. Sưng tuột xuống vậy. Tôi chưa bao giờ đẻ nữa. Lấy cái đơn thư giãn cho bà. Đánh chưa. Mở ra. Xin để là nhiệm vụ tất cả thiên liêng của người phụ nữ, không có gì phải bàn hoàng ở đây hết trơn, hết chưa?
Vô vô vô. Hey, để đi để đi để đi. Ây da. Để đi. Để đi. Hát cái bài này sao đẻ được? Ngồi lên trên. Hát nhà em nhiều đi mày không? Con gái nói có là không? Không. Tôi siêu âm con trai. Con trai thích làm ngơ. Không. À bà Hà, bà đỡ tôi vô đẻ đi. Tôi thấy nó trên xoay xoay rồi. Ngồi im, ngồi im. Hơi xoay xoay rồi. Đợi xíu đi, không có gì hết, ngồi im đó đi. Gọi. Ây da. Gọi cho chồng tôi đi. Chồng tôi đi không? Ôi da. Má. Má sắp đẻ làm gì má? Đi tới không nói chuyện. Ai à? Má, bạn con đẻ, bạn đẻ mà. Ai à? Thư giãn rồi hả? Tôi thấy thư giãn. Tôi nói tôi mới làm cái gì? Dạ. Giãn tôi không có đau nữa. Rồi. Nhổ nhổ đây nè. Rồi. Nó đỏ rồi. Rồi, con biết rồi. Ai cho tôi mượn cái giò bên kia luôn đi. Má chỉ rồi. Sao? Mày không biết gì chuyện đẻ đái đâu, kệ người ta đi. Má, cái má chỉ gì vậy? Má mày kỳ cục mày. Thì bà nói mình không biết thì mình sao mình nhúng vô được? Trời ơi, cái gì vậy? Ôi da đau quá. Ôi da đau quá. Tôi vô lấy đồ đi. Đưa. Tao thấy mày hợp á, vô đi, hợp đó, vô. Chúc mừng anh kia. Đưa. Ai da. Gia đình hạnh phúc quá ta. Tự nhiên con vợ ngang thương, có con đứa con lãng nhách ha. Ồ, người đàn ông của thế giới ra. Sao? Em rồi. Đó, thấy chưa, người ta nói rồi mà. Sao ở trong đó sao? Tình hình sao? Tình hình trong sao? Máu. Có la lớn, biết tôi là ai không mà la dữ vậy? Đúng, tôi là trộm cấm la. La nó phát hiện. Hãy để ta hành nghề. Ta yêu nghề lắm. Một số người ăn trộm vì hoàn cảnh, một số người ăn trộm vì gia đình khó khăn. Còn ta, ta ăn trộm vì năng khiếu. Nhà này chắc xưa nghèo lắm, đổ móng kỳ quá. Nó chơi cái móng xéo mới chết chứ. Làm khó được ta sao? Mục tiêu đầu tiên phải là cái điện thoại. Cái gì cũng phải dùng cái đầu hết. Có rồi. Một món. Nhà này được cái gì cũng cũ ha. Cá chết nè. Chán thiệt. Có cái tủ có cái gì không? Chỗ lông gà. Lấy luôn. Nói chung là cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Lấy thừa còn hơn thiếu. Không được thì bán với trái. Ồ, cái này mà đang lấy nè. Money là cái tiền. Thank you.
nhang đẹp thế. Ông ơi, gần Tết rồi, tôi thắp cho ông mấy cây nhang. Rồi ông mừng ơn, ông làm sao? Ông độ trì cho ông Hiếu con mình, thằng trai một làm trên Sài Gòn. Mẹ quá con coi, ông bỏ tôi sớm còn có mình nó. Ông thấy đó, ở nhà nó biết tôi buồn tôi, nó mua cho tôi cái gì cũng dễ xài hết đó ông. Cái điện thoại tôi thấy được đâu, còn cái tròn tròn ở tôi nhớ số bấm. Rồi cái là nó mua cho tôi cái radio, chứ bỏ băng bỏ dĩa ở đây được, bỏ được đâu. Năm nay ông phải làm sao, nó về nó ăn Tết với tôi nghe ông. Xin lỗi ông, nãy giờ khấn ngược. Cây cột ở đây, cái thằng nó thương mẹ, làm xa vậy mà về mua cái nào trúng cái đó. Bởi tao nói cưng hết sức vậy đó hả? Trời ơi, sao à? Cái nhà hôm nay nó càng ngày càng nghiêng dữ người ta. Tôi hứa với ông rồi, không có buồn. Ủa, cái đài để đây đâu rồi ta? Cái đài, vậy là cái con mèo rồi, nó lịch kịch đây nè. Bởi vậy ta nói mày nghe mày, mày nặt né bên trái né bên phải, tôi quất từ trên xuống là trúng liền. Bị vậy đó là cái thứ mèo là nó khôn dữ lắm. Ý, con mèo này tôi nuôi lâu năm rồi, tôi quánh nó là nó kêu, mà sao hôm nay tôi quánh nó không kêu nè. Mày trời ơi, con mèo mà nó kêu tiếng con chó, tôi chết rồi. Từ đấy lâu nay tôi nuôi mèo hay nuôi chó, đau quá luôn. Nè, bà nói con nghe, canh chừng cái mâm ăn cho bà nghe không, đừng có ăn dũng bà thương. Mày cứ lịch kịch đổ hết đồ của bà. Cái đài của bà đâu rồi con? Thôi tôi nói với ông, tôi không bự quần nữa đâu. Tôi vui vẻ nghe coi em bữa nay rồi Thanh Sang ông hát hò sao? Ủa sao nó nói giờ này có Thanh Sang mà không có nghe? Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình cải lương theo yêu cầu. Quý vị và các bạn có yêu cầu gì không nào? Ủa hôm qua tôi có yêu cầu Thanh Sang ca mà ta. Phu nhân, phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng canh tâm sự. Đứng trên giàn quả tao nguyện làm mồi cho lửa đỏ, để ba quần tướng sĩ hiên ngang không chậm bước hoài hùng. Ôi rạp này để cho ghế khó ngồi. Sang ơi em xin lỗi anh nha, sao hôm nay giọng anh nó hột quá anh Sang ơi. Thôi nghe Thủy đi, Thủy hay hơn à. Nhớ lại ngày nào bàn tay mình nắm bàn tay, bàn tay nhau chia ra để nhìn ai nấy về. Trời ơi, tôi đang bắt đài cái lương Lệ Thủy mà nó hát qua Thu Thủy. Trời ơi, không được đâu cái đài này. Ai mua sầu riêng có, ai mua sầu riêng, hai dần chân ghe quán em đây mà tay sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Trời ơi. Đi đâu nữa vậy trời?
Nó điếc hay ngóng ngọng hay nói bà này mù sao khoái đi quá thiệt. Cái điện thoại đâu rồi ta? Sao gọi điện cho chị Bảy hỏi thăm con Hiếu làm ăn sao? Trời ơi, chẳng lẽ nhà tôi có ăn trộm sao? Tôi là tôi tự chi tiết lắm mà. Ý, cái dây đây rồi làm sao mà không có cái điện thoại? Bởi cái thánh mà. Dạ, mẹ không thấy đường thiệt tình thiệt. Trời, ông tư ăn cho cặp mắt tinh tế quá trời. Hay à. Alo. Alo. Gọi ai má? Cho chị về gặp chú Bảy đó con. Má đợi xíu con kêu chú Bảy. Bà Bảy đâu em không? Bà Bảy ơi. Tôi nè, bà năm đuôi. Năm đuôi nè. Bà năm đuôi hả? Nghe rõ không? Dạo này bà nhìn rõ không? Anh giỡn hoài anh Bảy. Dạ. Anh Bảy không anh Bảy? Khỏe lắm. Hôm bữa má đi khám bác sĩ nói má bị sạn thận. Anh Bảy giỡn với tôi hoài hen. Bà điện tôi có gì không? Anh giỡn với tôi hoài, tôi với anh quen nhau mấy chục năm rồi nè. Nhiêu năm? 20 năm rồi. 20 năm đúng rồi, tôi định đối ngược lại mà thôi. Đúng rồi, 20 năm rồi. Anh giỡn với tôi phải không? Đâu anh có giỡn là... đâu, đâu có giỡn. Anh là người Quế mà sao anh nói giọng Nam hay vậy? Anh giỡn phải không? Nè, cái dòng huyện đó nè. Trời đất ơi, bởi vì... Nói chung quá là... Hôm qua tập văn nghề rồi hôm nay nói dòng huyện bình thường. Hôm qua đùa giường với bà tí xưa chơi tỉ. Vậy hả? Anh khỏe hả? Khỏe. Chị khỏe không anh? Sắp chết rồi. Đừng gặp bà nữa. Tội nghiệp, không cho em nói chuyện với chị đi. Thôi, nói chuyện tôi đủ rồi. Thôi, chị sắp chết rồi, cho tôi nói một cái rồi cho biết chị thích gì nữa, tôi phúng điếu luôn. Bây giờ gặp gì hả? Chị Bảy đó anh Bảy. Gặp chị Bảy đó. Để tôi kêu bà nhá. Alo. Năm đuôi hả chị nè? Chị Bảy ơi. Dạo này chị bệnh nặng lắm, thôi chị cúp máy nha. Chị giỡn với tôi hoài chị Bảy. Sao vậy? Chị có giỡn đâu, chị bệnh mà chị giỡn gì? Vợ chồng chị giỡn tôi hoài, chị người Bắc mà chị nói giọng kỳ chị Bảy. Thì đây Bắc đây, mày phải nhắc tao mới nhớ chứ. Đây người Bắc đây. Là tao đùa đấy. Vợ chồng vui tính mà. Em rảnh, em gọi điện thăm anh chị. Mày rảnh lắm, đúng rồi. Thì thôi bây giờ mày nói xong chưa? Hôm nay sao chị nóng tính quá vậy? Thôi chị cho em nói chuyện với thằng con trai chị đi. Em ơi, sao em có cái việc gì mà em phải gặp cả dòng họ nhà chị đấy hả? Thôi hôm nay. Bây giờ chị thông báo cho em luôn này, bây giờ là bố chị mất rồi, mẹ chị đi vắng nha, hai con chị đi học nha, còn con lợn nó nằm trong chuồng không còn gặp ai được nữa đâu. Nha, chị cúp máy đây nha. Chào nha. Bà hôm nay bà nóng tính dữ rồi ta, mỗi lần bà cưng mình lắm mà. Gọi không được chị Bảy, mình gọi qua chị Sáu. Chị Sáu chắc rảnh nói chuyện với mình. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện chưa thanh toán cước và nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn và không bao giờ được phủ. Mời quý vị và các bạn đừng bao giờ gọi nữa, đừng bao giờ gọi nữa, đừng bao giờ gọi nữa. Hết. Có kỳ vậy? Cái bà tổng đài bà ăn nói kỳ, gọi lên chảnh rồi kể như là mình phải gọi, mà gọi là cứ gọi là chữ cho ông trận. Tổng đài mà nói chuyện cái giọng nghe hột, không có hay gì hết trơn trời à. Alo, dạ, tổng đài xin nghe. Con. Dạ. Con ơi, tổng đài con dạo này có cô nào cũng thông báo mà cái ngoài vòng vũ sống cái cô nó nói giọng kỳ quá con ơi. Ủa vậy hả bác? Cô nói sao mà giọng có kỳ vậy bác? Cô nói giọng nghe hột hạt mà không có vui. Vậy hả? Dạ, bác rảnh gọi, bác gọi điện tâm sự mà cô không tâm sự với bác. Bác ơi, bác cho con số seri của cổ đi, rồi có gì để con điện lên tổng đài con chữ. Trời ơi, làm sao mà bác biết được số sơ ghi nó là số mấy?
Bây giờ á nha, tổng đài viên là người ta chỉ lo dịch vụ thông tin thôi, còn bác muốn gọi điện thoại á, bác gọi 1080 bác trò chuyện với bác gọi tôi như vậy tôi cúp máy nghe. Vậy nha bác nha. Nhỏ này dễ thương nè, giờ nó nhắc mình nó biết gọi lên 1080 tâm sự. Trời ơi sao tôi ngu dữ vậy trời. Trời ơi nhắc bác gì. Alo, Cindy, chương trình thắc mắc biết hỏi ai nghe á. Trời ơi, cái giọng này dễ thương quá ha. Cái giọng này giống như cái giọng của cô gì diễn viên hài nào không ơi? À, không có đâu. Giọng này là giọng của Cindy đó. Vậy còn hả? Giọng của cái cô nào diễn hài á, là cái giọng... Mèo hả mèo? Mày ơi mày. Cha mày. Mèo sao kêu tiếng chó ta? Sao cô gọi con là chó? Dạ không có, tôi xin lỗi cô, bị tôi đang nghe tôi nói chuyện với con mèo ở nhà tôi đó cô. Bác có nhu cầu gì bác nói đi. Kiếm trai. Kiếm trai mà cái giọng già vậy, trai nó đâu có theo bác đâu ơi. Đâu có, tôi kiếm con trai tôi á. À kiếm con trai hả? Ừ. Trai đang ở đâu? Tôi hỏi đi làm mà Tết nó về đó thì có được, ví như là nó nói là nó phải làm kiểu như không có ngày phép, phải làm lương trực Tết đồ gì là có chuyện đâu cô? Thì cũng có, lâu lâu cũng có, mấy người trên Sài Gòn ta làm quá, ta không có thời gian về thăm ba má có mà. À, và Tết cũng phải làm hả cô? Đúng rồi. Dạ, trời ơi, đó trả lời như bữa cô nào, vậy, bữa dễ nào thương. Cô đón taxi lên Sài Gòn rồi cô thăm bạn đi. Được. Chị gọi điện thoại chẳng hạn nói là, chị taxi ơi, chị taxi, cho em một chiếc taxi tới cái nhà mà em không biết số đó. Gọi vậy đó. Trời ơi, cái giọng của... cô đó giống như cái cô diễn viên hài Việt Hương đó. Mà tôi không thích nhỏ đó, tôi thích coi Trấn Thành này. Vậy thôi cảm ơn cô, để tôi dò cái đài tôi coi Trấn, nhờ cô nhắc tôi mới nhớ Trấn Thành đó nha. Dò đi cô. Đó máy dò cho banh luôn. Nè giờ tôi mới là tôi nè ha. Giờ tao giờ muốn gì ha? Giờ dò hoài con từ nãy giờ muốn gì ha? Hay quá vậy ta. Sao radio mà tâm âm thanh không gian ba chiều nghe rõ ràng. Thành hả con, nghe hay đó con, diễn tiếp đi con. Đây nè, diễn gì, muốn gì, hả? Đứng đây nè, hả? Trời ơi, nãy giờ vừa phải thôi nha. Bạn thật là vi diệu, hả? Hả? Trời ơi, Trấn Thành tới nhà thăm tôi luôn hả? Chương. Con ơi con, con tới nhà gì luôn hả con? Đây nè. Mệt quá. Trời ơi. Từ ai con ơi. Trời ơi đẹp, đừng có báo bậy, đừng có báo bậy. Tôi nghe nghệ sĩ tới nhà tôi mừng phải không, phải không? Sao cái tay cha mày, thằng cha mày tại sao chửi tôi? Hiểu hả con? Hiểu phải không? Đúng rồi, cái đầu gối bên đây thẹo quá à, thẹo nè. Rồi, cha mày, nãy giờ mày về phải không? Bởi tao nghi nghi rồi, tao nói á, là mày chứ không ai hết trơn á. Mày được về hả con? Về ăn Tết với má năm nay phải không? Bởi má nói nghe, cưng quá trời đâu mày về má mừng. Có mình nên má nhà ăn Tết má buồn, mày hiểu không? Hiểu ơi. Ôm cái coi, ôm con trai coi. Đó, trời ơi, thôi được, về là vui rồi. Hồi sáng mươi má có làm mà. Bác ơi, bác, có làm mà. Bác hả? Nghe nè, tôi không phải con trai hiếu gì của bác hết á. Thằng hiếu mà. Không, tôi là thằng nghĩa, tôi là ăn trộm. Quỷ, mày khùng hả mày? Hết chuyện giỡn nè. Hiếu. Nghĩa. Hiếu. Nghĩa. 5 năm mày không về chứ mày 50 năm mày không về má cũng biết nữa. Con tao đẻ ra mà. Hiếu. Tôi là thằng Nghĩa, tôi không phải là con của bác. Thằng hiếu đừng có giỡn với má nữa mà. Tôi là ăn trộm thiệt. Thằng hiếu đừng có giỡn mà. Hiếu, gọi thôi kêu công an bắt tôi đi, tôi nói thiệt á, tôi hết chịu nổi rồi nè. Gọi thôi kêu công an bắt tôi đi, tôi hết chịu nổi rồi nha. Tao nói bắt hụt 4 lần bây giờ gọi thiệt, bắt cho bắt luôn đi, ăn trộm thiệt. Vậy là mày là Nghĩa ăn trộm? Tôi không phải là thằng hiếu con của bác. Thiệt không? Sao mày giống hiếu con bác vậy? Mày ăn trộm hả? Tôi là ăn trộm thiệt. Tán mặt tay bây giờ. Không có thằng ăn trộm nào mà để chủ nhà nắm tay thân mật vậy trơn trời á. Ăn trộm là phải trốn, hiểu không? Chứ đúng ai ngồi gì? Đây hả? Nãy giờ thấy bác, bác tâm sự là con bác không có về ăn Tết với bác. 5 năm rồi. Thì đó. Ừ. Thấy bác mù lòa thương, không nỡ ăn cắp,
Nãy tôi vô tôi cũng không có lấy cái gì nhiều của bác đâu. Có được cái điện thoại cùi bắp, cái cassette. Có vàng trong tủ sao mày không lấy? 4 cây lấy rồi. Trời ơi, nghe muốn tuột máu con. Lát trả, không lấy đâu. Sao mày ăn trộm mà mày hiền vậy? Nói chung là hoàn cảnh sinh ông nội bác ơi. Sao mày tốt vậy? Mày chơm rồi mày không đi luôn đi, mày còn nợ gì đây cho tao gỡ. Thương bác, sợ bác ở nhà neo đơn có ai. Té hoài à? Biết mà, bầm nè. Hả? Cái nhà của bác làm như nó không có thẳng phải không con? Xưa thằng nào dọn nền đổ móng cho bác thì ghê vậy? Chồng bác. Xin lỗi bác trai. Biết sao không, đổ nền bằng đất mà. Nó không có móng ra nó hơi nghiêng. Phải không con? Phải nghiêng phải không? Nó không có nghiêng. Nó dựng đứng luôn. Trời ơi, bởi vậy. Bởi bắt đi bắt thấy nó trật trật mà bị thằng Hiếu đi năm năm nó không có về. Kỳ nào nó cũng gửi tiền về cho bác, cái bác để dành đó con. Bác ơi. Hả? Nó nghe nè. Bây giờ bác không có con đúng không? Con cũng không có nhà đâu. Không, bà cái để bác ngồi xuống bác nói chuyện với con đàng hoàng. Trời ơi, mấy hai đứa chung như đang ngồi nói chuyện có bộ hợp lý nè. Ở chà. Nó giọng quá con. Đông đây rộng nè. Đó, đầu nằm vậy nói chuyện hợp lý nè. Con ơi. Chứ nè tuột quá. Bác tin vậy được không con? Sao bác? Thôi, mày không cha mẹ hang. Có vợ con gì chưa? Cha mẹ không có, đâu dám nghĩ đến chuyện có vợ. Năm nay ở đây ăn Tết với bác luôn đi con. Mày biết sao không? Từ đó giờ tao nghe đài mà tao không thấy nó sinh động bằng mày hồi nãy làm. Mày tưởng tao không biết hả? Tao biết hết đó chứ. Người ta nói được cái mù thì cái tai nó thính. Tao biết trong nhà có người. Cho nên tao giả bộ tao làm cho thôi mà công nhận công chương trình mày sinh động được. Mày làm được Lệ Thủy Thanh Sang luôn. Mày làm được Thu Thủy, mày làm Trấn Thành, Diệt Hương, mày làm hết. Vui. Rồi mày làm luôn cô mẹ tổng đài, mày tắt đài tao đúng không? Tao nói cho mày nghe, hồi nãy tôi gọi điện cho anh chị Bảy đó, người Huế, người Bắc người ta cũng chết lâu rồi ông thần. Mày nói y như đúng rồi đó. Công nhận chương trình mày nó còn sinh động hơn coi hài nữa. Tôi nhờ bác tôi mới biết là bác đẩy tôi qua cái hàng câu hồn các đảng luôn rồi. Người ta chết rồi bác cũng đẩy tôi qua. Tôi mạo phạm người ta, tối nay về người ta bóp cổ tôi nha. Nhờ bác mà tôi khám phá ra tôi có nhiều cái tài năng quá, chắc tôi vô tham gia chương trình Người Bí Ẩn luôn quá. Thôi vậy, bác có một thằng trai duy nhất, ổng bán muối rồi. Bởi vậy thôi con ở đây con ăn Tết với bác hen. Rồi bữa nào con bác ra ngoài kia bán bột ngọt nha. Thầy bà, nó về chứ, nó hứa nó về. Làm ăn chứ, không lẽ hai người ở nhau rồi không có tiền. Con ơi con. Dạ. Con, mày tên Nghĩa hả? Nghĩa. Mày có nghĩa khí, mày ở với bác vui. Ngày nào bác cũng rò đài, cái mày nói ngày chừng 2 tiếng hồ ngủ à. Hả? Rồi nữa hả? Bị mê cái giọng mày vui á. Bác ơi, vậy cho con nói một câu nghe. Con về. Đừng. Nghĩa. Gì? Mày về hả Nghĩa? Ở lại ăn Tết nghe. Nghĩa mày ở lại ăn Tết bác vui lắm. Ăn Tết thì thôi đừng có ca nữa nghe. Nghĩa ơi, trong nhà bác còn nhiều cái chôm chĩa được lắm Nghĩa. Hả? Cái gì? Tao còn nhiều thứ lắm, mày đừng đi Nghĩa ơi. Đây này á. Đi đâu? Nghĩa mày ở ăn Tết với bác Nghĩa ơi. Rồi ở ăn Tết. Tao cô đơn lắm Nghĩa. Sao bài xuân tặng cho bác trước khi mình đón giao thừa nghe. Khoan, chưa đón giao thừa mày thắp nhang cúng ổng cái biết. Rồi đi chui ra đây cái đã. Phương pháp. Có phương pháp nào mà ra được không? Vui đó, vui cái quên phương pháp ra. Đó. Trời ơi. Rồi đó mày hát đi tao nè, vậy là tao em rồi đó. Em chưa? Em. Sống vậy thôi được rồi phải không? Đúng rồi, có điểm tựa là vui rồi con. Rồi. Hát bàn đi. Cây nhang của ổng để trên bàn, tao thắp ngày 3 cây đó con. Hát cho ổng vui đi. Rồi mày xin nổi vô nhà tao đừng chôm chĩa ăn cắp nữa. Ở với bác. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia tóc trắng mẹ bay như gió như mây. Bay qua đời con như gió như mây. Bay qua trần gian. Ôi mẹ tuột luôn. Vậy đi bác. Bác ơi. Vậy bác ơi. Sao bác kiên trì quá vậy? Bác xúc động quá. Bây bác giờ chỉ mơ ước được thằng Hiếu. Bây giờ bác vậy hát đi. Cho bác bài vậy là bác rất vui. Bây giờ rồi. Con kêu bác vậy. Bác đừng có thả tự do như vậy bác à. Bác vui lắm con, bác già có tuổi rồi. Đó. Sức khỏe của bác đâu còn nhiều năm nữa đâu con. Bây giờ nè, trước khi con
con đá thế con nói bác nghe một câu gì? Do con gọi bác tiếng má nghe trời sáng mắt luôn rồi mẹ ơi. Trời ơi sáng mắt luôn rồi con trời. Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí VION.